gian sao trôi qua thật nhanh, tựa như phép nhiệm màu, ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu. Ngày nào còn bên nhau, những kỷ niệm mình chôn giấu, đọng lại đây bao tiếng yêu chưa thành câu. Người thầy xưa mái tóc còn xanh, bụi phấn đã nhuộm màu, cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường. Cánh phượng hồng đang rơi rơi, chiếc trong trường nằm chơi vơi, vang đâu đây một tiếng gọi thân thương. Bạn hôm trước gặp một con sinh cực sinh nhè sinh mày làm quen không? Được không? Chẳng qua là không thích rồi chứ em mà thích thì con nào ông chạy gì chọn không con nào ông chết. Trời ơi, mày chém à? Cặp với thằng này, con điên này, im. Thích vả cho bây giờ đúng mà. Ồ, muốn gì? Hai cái con này, đến đây để cãi nhau à? Thằng Đức lên kia. Nó sao mày hôm nay xem mấy cái cậu xu với chậm phết nhỉ. Ê đâu ấy lên lớp. Hôm nay biết đi học kìa, ngồi đây làm tí đã. Tôi mệt lắm cháu, tôi qua chơi với em còn đứa cần nào ông ta biểu trời suốt. Ê có tiền lẻ không? Tao hôm nay không học phí cho đấy được thừa đấy. Tao xin nhá. Bye bye. Ủa em ơi, cho anh bát mì. Sao mà mình cứ phải chịu nó thế. Chẳng qua nó có tiền thôi. Tao sắp cho nó hết oai rồi.